Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin về cái thằng Alinsy nha các bạn. Thì trong những video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn đó là khai thác cái đồng Alinsy này rồi. Thì cứ sau 24 giờ các bạn vào kích cho nó tự động khai thác một lần nha các bạn. Và hiện tại nó đã cập nhật lên một cái phiên bản mới, đó là phiên bản 1.0.4 nha các bạn. Đó là hiện tại các bạn cập nhật lên cái phiên bản mới thì nó sẽ cho chúng ta nhận thêm đó là BTC nha các bạn, tức là Bitcoin đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào trang Twitter của nó để mà cập nhật những thông tin mới cho các bạn nha. Rồi và đây là trang Twitter của nó. Hiện tại thì trang Twitter của nó có khoảng đó là hơn 13.000 người đăng ký nha các bạn. Thì trang Twitter của nó tham gia vào tháng 6 năm 2023, hiện tại là tháng 8, là mới khoảng 2 tháng thôi các bạn. Thì đây là cái thông báo mới nhất của nó nè các bạn nè. Đó là tải xuống phiên bản 1.0.4 nhận Bitcoin miễn phí hàng ngày. Quy tắc mọi người đều được ưu tiên ở đây, nhưng người ngẫu nhiên sẽ được trao giải thưởng theo quy tắc của chúng tôi. Ngay cả sau khi bạn được chọn, vận may của bạn sẽ quyết định liệu bạn có thể rút tiền của mình hay không. Tức là hiện tại á, cái nhận Bitcoin này là ngẫu nhiên nha các bạn, chứ không phải ai cũng giống như ai nha. Rồi và đây là cái thông tin tiếp theo của nó, đó là chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn máy chủ của chúng tôi do lưu lượng truy cập lớn. Vui lòng đợi trong vòng 24 giờ việc rút tiền sẽ thành công. Tức là hiện tại là nó cho chúng ta nhận cái đồng Bitcoin á, chúng ta có thể rút được luôn nha các bạn. Nhưng mà hiện tại tại vì có một lượng lớn người truy cập vào cái ứng dụng đó là Alinsy, cho nên hiện tại nó đang bị nghẽn nha các bạn, nghẽn mạng đó các bạn. Rồi để mà tải cái phiên bản mới nhất á, thì các bạn vào trang Twitter của nó nè, các bạn bấm cho mình cái mà cái Twitter đầu tiên của nó nè. Thì các bạn bấm vào cái đường link nè, World Up nè các bạn nè. Đây thì hiện tại nó hiện lên phiên bản đó là 1.0.4 nha. Thì ở đây nó có cái chữ tải xuống nè, các bạn bấm vào cái chữ tải xuống cho mình nha. Nếu mà nó hiện ra cái quảng cáo nè thì các bạn tắt cái quảng cáo đi nha. Rồi nó hỏi các bạn có tải xuống không thì các bạn tiến hành tải xuống và cài đặt bình thường nha các bạn. Rồi và nếu bạn nào không tải được á, thì mình sẽ để cái đường link tải này bên dưới phần bình luận nha. Các bạn có thể click vào để mà tải cái mà phiên bản mới nhất của nó nha các bạn. Rồi sau khi các bạn mở ứng dụng lên á, thì các bạn bấm vào cái chữ BTC Giveaway nha. Thì nó sẽ hiện ra đây và các bạn bấm vào cái chính giữa cái chấm tròn nè. Ấy thì mình sẽ nhận được đó là 4 cái mà đô nha các bạn. 4 đô đó là BTC nha, 4 đô Bitcoin nha. Và cái số Bitcoin BTC này là chúng ta nhận miễn phí nha các bạn, và chúng ta nhận hàng ngày nha. Và cái số mà BTC này là mỗi người mỗi khác nha các bạn, và nó có thể từ 1 lên tới đó là 10 đô nha các bạn. Và cái này là nhận ngẫu nhiên nha, chứ không phải ai giống như ai nha các bạn. Và cái này và phải đấy, như hôm nay là mình chỉ nhận được 2 đô nè các bạn nè, là hiện tại mình có 6 đô nha. Ngày hôm qua là khi mà tải phiên bản mới thì mình nhận được đó là 4 đô nha, và hiện tại là mình nhận được 2 đô nha các bạn, là 6 đô nha. Và mình để khoảng 10 đô mình sẽ rút tiền thử được hay không nha các bạn, tại vì hiện tại rút về nó sẽ bị nghẽn mạng nha các bạn, cho nên hiện tại rút về cũng hơi khó khăn nha. Cho nên khi nào đủ số lượng khoảng 10 đô thì mình sẽ rút, làm video hướng dẫn các bạn rút nha các bạn. Rồi hiện tại thì nó có cái chức năng đó là liên kết với MetaMask này các bạn nè. Các bạn bấm vào dấu ba gạch cho mình nha. Và ở đây có cái chữ wallet nè, các bạn bấm vào nha. Thì ở đây nó có cái mà liên kết với MetaMask nha các bạn. Bạn nào chưa liên kết với MetaMask thì các bạn có thể copy cái ví địa chỉ ví MetaMask á, các bạn dán vào đây để mà các bạn connect liên kết với nó nha các bạn. Rồi tiếp theo thì những cái thông tin còn lại thì hiện tại nó chưa có đâu các bạn. Hiện tại nó có chức năng KYC nè, nhưng mà vẫn chưa có nha, sách trắng thì vẫn chưa có nha các bạn. Nói chung những chức năng hiện tại thì nó đang phát triển nha. Có chức năng swap nè, nhưng mà hiện tại swap cũng vẫn chưa được nha các bạn. Khi nào mà nó mở KYC thì mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn nha. Còn nếu mà các bạn muốn mời bạn bè thì các bạn bấm vào dấu ba gạch nè, các bạn bấm vào chữ invite your friend nha, các bạn bấm vào nè. Và ở đây có đường link nè, các bạn có thể copy cái đường link này để đi mà giới thiệu cho bạn bè người thân nha các bạn. Khi mà các bạn giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được đó là 100 cái đồng đó là IC token nha các bạn. Rồi hiện tại thì cái thằng này nó vẫn đang cho chúng ta khai thác miễn phí nha. Cứ sau 24 giờ các bạn vào bấm cho nó khai thác một lần nha. Ở đây nè, ví dụ nó có cái chữ Star Mining nè, các bạn bấm vào cái chữ Star Mining nè. Đấy là nó sẽ tự động khai thác tiếp cho chúng ta nha. Còn các bạn muốn nhận BTC thì các bạn bấm vào cái chữ BTC gửi qua nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây thì các bạn bấm vào cái hình tròn nè, thì nó sẽ tự động claim sau 24 giờ nha các bạn. Rồi và mình sẽ để đường link bên dưới phần bình luận nha. Bạn nào chưa đăng ký khai thác cái thằng này thì các bạn nhớ đăng ký khai thác nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc, và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.